Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1 tại thủ đô Moscow, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã dẫn đầu đoàn vào viếng và đặt hoa tại lăng lãnh tụ Vô sản Vladimir Ilyich Lenin nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông, 21 tháng 1 năm 1924, 21 tháng 1 năm 2024. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng hàng nghìn đảng viên, đoàn viên, đoàn thanh niên Cộng sản Kostomol mang tên Lenin, đại diện nhiều tổ chức xã hội và lực lượng cánh tả cùng người dân đã đặt vòng hoa trước cửa lăng Lenin và vào viếng vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, giai cấp vô sản toàn thế giới. Dòng người mang theo cờ đỏ bố liềm, cờ đoàn, cờ của các tổ chức xã hội, các biểu ngữ tưởng nhớ tới sự nghiệp của vị lãnh tụ vô sản, bằng tài năng lãnh đạo của mình, Vladimir Ilyich Lenin đã đưa một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới thứ nhất tái sinh thành nước Cộng hòa Xô Viết. Lenin đã đặt con đường xây dựng một thế giới nơi lao động chứ không phải đồng tiền thống trị, nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng, được tôn vinh. Tư tưởng của Lenin trong quan hệ quốc tế cũng là di sản lớn cho nhân dân và nhân loại. Tuyên ngôn của người về nền hòa bình cho đến nay vẫn có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh thế giới còn đang giải quyết rất nhiều cuộc xung đột. Các hoạt động tưởng nhớ 100 năm ngày mất của lãnh tụ của giai cấp vô sản diễn ra trên khắp nước Nga. Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp diễn ác liệt khắp giải Gaza, bất chấp đã hơn 25.000 dân thường thiệt mạng. Lực lượng Hamas lần đầu tiên lên tiếng lý do tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lực lượng Hamas công khai báo cáo đầu tiên về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào lãnh thổ Israel, thừa nhận có một số lỗi sai nhưng khẳng định cuộc tấn công là bước đi cần thiết. Trong báo cáo, lực lượng này cho biết mục tiêu ban đầu của nhóm là nhằm vào các địa điểm quân sự của Israel và bắt giữ các binh sĩ Israel. Nếu có trường hợp nào nhắm vào dân thường thì việc này xảy ra một cách tình cờ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu bác bỏ yêu cầu của Hamas về việc chấm dứt xung đột để đổi lấy 136 con tin Israel hiện đang bị giam giữ ở Gaza. Ông Netanyahu cũng kiên quyết bác bỏ giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay hội đồng tổng thống yemen vừa triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng houthi hội đồng tổng thống yemen cảnh báo houthi về những hậu quả của ý đồ đẩy mạnh tấn công nhằm vào các địa điểm dân sự và phá hoại nỗ lực hòa bình các nguồn tin từ chính phủ yemen tiết lộ trong những ngày gần đây lực lượng houthi huy động và tái bố trí các tay súng phương tiện và vũ khí trên nhiều mặt trận khác nhau ở quốc gia ả rập ngoài ra các lực lượng vũ trang yemen và các nhóm kháng chiến bảo vệ các thể chế nhà nước và chống lại những cuộc tấn công của houthi cũng đang trong tư thế sẵn sàng tham chiến để bảo vệ chính phủ Giới quan sát đánh giá cuộc họp khẩn của hội đồng tổng thống Yemen báo hiệu sự căng thẳng gia tăng và khả năng tái bùng phát giao tranh giữa Houthi và các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen. Theo bộ nội vụ, theo bộ nội vụ Pháp, ít nhất 75.000 người trên khắp nước Pháp đã tham gia biểu tình nhằm gây áp lực lên cơ quan hành pháp để ngăn chặn việc ban hành luật nhập cư được quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua vào giữa tháng 12 năm 2023. Bốn ngày trước khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp ký quyết định ban hành luật nhập cư, một liên minh gồm những người phản đối luật này đã kêu gọi biểu tình. Theo tổ chức công đoàn CGT của Pháp, số người tham gia biểu tình là 150.000 người trên khắp nước Pháp. Hơn 160 cuộc tuần hành đã được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 1, đặc biệt là ở thủ đô Paris những người biểu tình kêu gọi sự quan tâm đến việc thống nhất và đoàn kết hơn là sự chia rẽ trong xã hội pháp đồng thời yêu cầu tổng thống emmanuel macron không ban hành luật nhập cư mới cho rằng luật này được điều chỉnh theo ý kiến của những người mang tư tưởng thù hận cá nhân mang đậm màu sắc tư tưởng phe cực hữu văn bản bao gồm nhiều biện pháp gây tranh cãi chẳng hạn như thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội thiết lập hạn ngạch di cư hay khôi phục việc trừng phạt đối với tội cư trú bất hợp pháp